Kia Carnivan đang là mẫu MPV ăn khách tại Việt Nam hiện nay. Không gian rộng rãi, nhiều tiện nghi, hệ thống an toàn đầy đủ và cấu hình động cơ giàu tiết kiệm. Chỉ vài tháng phiên bản mới ra mắt, Kia Carnivan đã xuất hiện trên thị trường xe cũ. Một cửa hàng kinh doanh xe đã qua sử dụng đã chào bán mẫu MPV này với giá hơn 1 tỷ rưỡi. Chiếc xe là phiên bản cao cấp nhất, 2.2D Signature 7 chỗ, xe đã lăn bánh được 5.000 km. Khi mua mới, chiếc xe có giá 1 tỷ 469 triệu. Giá bán lại cao hơn mua mới nhưng người mua sẽ nhận xe ngay trong khi đặt mua mới người dùng sẽ phải chờ đợi khá lâu, từ 1 đến 2 tháng. Xe lại có màu ngoại thất đỏ đun lạ mắt, hầu hết xe Carnivan bán ra ở Việt Nam đều mang màu đen trắng. Phiên bản cao cấp nhất sở hữu rất nhiều tiện nghi hiện đại như sạc điện thoại không dây, màn hình giải trí, màn hình hiển thị đa thông tin 12.3 inch, dàn âm thanh 12 loa Bose, hàng ghế đầu và giữa chỉnh điện tích hợp sưởi, làm mát, cửa sổ trời dạng đôi. Khả năng bảo vệ người ngồi trong được tăng cường với 7 túi khí, hệ thống ABS, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phanh điện tử tích hợp tính năng auto hold, cảm biến áp suất lốp, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước, sau, camera toàn cảnh, cruise control, hỗ trợ duy trì làn đường, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ tránh va chạm. Kia Carnivan bản Signature 7 ghế sử dụng động cơ dầu dung tích 2.2 lít tăng áp, cho công suất tối đa 199 mã lực tại 3.800 vòng trên phút. Và mô men xoắn cực đại 440 Nm tại giải vòng tua 2.750 vòng trên phút, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước FWD. Xe cộ,